Rồi, xin chào tất cả anh em đam mê bonsai. Hôm nay mình lên cái video này để mình chia sẻ về chơi cây, về quan điểm cá nhân nha anh em. Quan điểm cá nhân của mình, chứ mình không có nói ai hết nha các bạn. Thì theo các bạn biết rồi, mình chơi cây làm gì? Mình chơi cây là để ngày xưa ai cũng nói là chơi cây là để rèn luyện sức khỏe, rèn luyện bản thân. Đúng rồi nè, ai cũng nói là chơi cây để rèn luyện bản thân, rèn luyện tư tưởng, rèn luyện trí tuệ. Nhưng cái đó là hồi xưa, còn bây giờ mình thấy thời buổi giờ nó khác rồi nè. Thời buổi giờ chơi cây thấy anh em mình thấy sao, chứ mình thấy nó khác. Cái này là quan điểm cá nhân của mình ha, mình nói mình chia sẻ cho những anh em mới biết chơi và mới tập chơi như mình. Còn những cái người khác thì mình không dám nói như các bạn, tại vì mình là dạng mới biết chơi mà. Mình kinh nghiệm, cái thứ nhất là kinh nghiệm không có, cái thứ hai nữa mình không thích hơn thua, mình cũng không thích tranh giành. Mà mình thấy những cái quan điểm mà xưa nay á, mình cứ nghĩ là chơi cây là để tập cái tính của mình, nó kiên nhẫn, cái tính của mình nó hài hòa với cuộc sống. Mấy ngày nay mình thấy anh em lên tranh giành, mấy chú mấy bác lên tranh giành nào là ngôi vị đồ. Giống này của tao, giống này của mày. Nhiều khi mình thấy kiểu đó bắt đầu thôi mình cũng không dám nói gì luôn ha, tại vì mình là dạng mới tập tành chơi mà. Mà mình thấy cái đó mình cũng nản anh em. Tại vì sao? Tại vì chơi cây này mình cứ có quan điểm gì đi, mình chơi cho nó vui. Mình kinh doanh thì đúng là kinh doanh, ai cũng kinh doanh hết các bạn. Làm cây cối ai cũng kinh doanh. Nó chơi thì ví dụ mình làm chơi thì làm chừng vài cây thôi, chứ còn hôm mình làm cỡ như cỡ này là bà bắt buộc mình phải kinh doanh hết. Nhưng mà kinh doanh với cái lĩnh vực mà mình hài hòa, chứ không phải kinh doanh theo cái kiểu mà mạnh được yếu thua nha anh em. Kiểu người này đạp người kia đạp người nọ để bước lên cái ngôi vị của mình. Thì xã hội bây giờ thường thường là nó như vậy mà, cho nên mình cũng không ngạc nhiên gì hết. Cái này mình làm này để mình chia sẻ với các bạn mới tập chơi và mới bước chơi. Chơi cây là để mình tập cái tánh của mình nó hài hòa tí xíu. Chứ đừng có hơn thua, hơn thua là mình không chơi cây nha anh em. Kệ đi, ai kệ xấu kệ đẹp thì kệ họ, mình thích là mình cứ chơi thôi. Nói về cây mai này thì các bạn biết rồi, nó chảy ra quất rất là nhiều công đoạn nha anh em. Cây suy cây yếu, biết bao nhiêu là công đoạn để mình chinh phục nó. Mình làm tốt quá thì cái cây của mình nó phát triển tốt, còn mình làm xấu thì cái cây của mình nó sẽ không phát triển. Ai cũng biết được đó. Nhưng mà mình thấy cái thú vui càng ngày nó càng căng thẳng. Anh em có thấy vậy không? Anh em có thấy như lời mình nói không? Thú vui càng ngày nó càng căng thẳng. Ai cũng muốn tranh đoạt quyền lợi, tranh đoạt ngôi vị. Ui, nhìn thấy muốn nghỉ chơi cây luôn anh em. Mình nhìn như vậy cái tự nhiên mình muốn nghỉ chơi cây luôn. Chơi mà đau đầu quá trơn chi, để mình chơi cây này là mình tập cái tánh mình hài hòa mà.
Còn chơi cây mà kiểu mà hơn thua quá thì nhìn cái mình muốn nghỉ chơi cây luôn. Mình thì theo các bạn biết rồi, lúc trước mình còn nói này nói kia hơn thua rồi mình cảm thấy nó không có hợp lý nữa các bạn. Giờ mình chơi cây là mình phải tập trung, mình đã đảo tư tưởng của mình. Mình làm cái cây ra để mình chơi, làm cái cây ra để cho anh em chơi, để anh em nhận xét. Mình làm dở thì chắc chắn anh em sẽ không bao giờ khen mình rồi đó. Còn mình làm tốt anh em mình mới khen, đúng không? Còn mình làm dở thì nói không ai nghe đâu. Tại vì mình làm dở mà nói ai nghe. Đó, như chỗ cây cối của mình thì các bạn cũng thấy đó, nó không có gọi là cái gì. Mình là dặn cho mình là cắt ké thì nhông đi, nhưng mà mình hài lòng với cái cách của mình làm anh em. Cho dù mình là cắt ké thì nhông đi, nhưng mà mình cũng hài lòng với lại cái sự của đam mê của mình. Cái sự đam mê làm ra những cái tác phẩm của mình chơi. Còn chơi mà đấm đá chơi mà đấm đá với nhau, muốn tranh giành địa vị, muốn hơn thua, mình thấy mình cũng hơi nhức đầu ha. Mấy ngày nay mình thấy rộn rã trên những cái mạng truyền thông, YouTube, hơn thua, giống này như thế này, giống này như thế kia. Mình cứ chọn giống, mình nói với anh em mình cứ chơi đi, mình chọn giống mình chơi. Cây này là cây giống tam sắc hoàng mai nha anh em, cái hoa nó nè. Cái quan điểm của các bạn biết sao cho cái quan điểm của mình. Mình thích Thủ Đức, mình chơi Thủ Đức. Thích Sư Bông, mình chơi Sư Bông. Thích Cúc Thọ Hương, mình chơi Cúc Thọ Hương. Tại vì cái đó là cái sở thích của mình mà, đúng không các bạn? Cái sở thích của mình đó. Nhưng mình thích cây riêng thì mình chơi cây riêng. Cây này cây riêng nha anh em. Cũng tạo cái thế nó nhỏ nhỏ chơi kệ. Cho nên á, các bạn, mình nói với các bạn gì nè, mình anh em mình mới tập chơi ha, mình không có dám, cái này là mình lên video để mình chia sẻ về cái khái niệm của cái quan điểm bản thân mình ha. Mình không có nói ai, không có đụng chạm tới ai hết. Mình cứ thích cái gì mình chơi cái đó, mình không cần phải chạy theo, hay là mình cũng không cần phải làm theo cái quan điểm của ai hết. Tại vì chơi là chơi cái quan điểm của mình, đúng không anh em? Mình chơi là mình chơi theo quan điểm của mình, chứ mình đừng có chơi theo cái quan điểm của thiên hạ. Chơi theo cái quan điểm của thiên hạ nó mệt lắm anh em. Các bạn thấy không? Mình làm những cái cây nhỏ, có 3 ngày Tết để mình đón xuân với tất cả anh em, với bạn bè. Cây này là cây tam sắc hoàng mai đó nha anh em. Nó nhỏ vậy thôi, cũng có bông, có hoa. Quan trọng con cái là anh em mình biết gì không? Anh em mình thích. Tôi thích Thủ Đức, tôi chơi Thủ Đức. Cây Thủ Đức ha. Còn mình thích, còn mình thích Siêu Bông, mình chơi Siêu Bông. Còn mình thích cái gì? Siêu Nụ, mình chơi Siêu Nụ. Cái quan trọng là mình thích, chứ không phải là mình làm ra để thiên hạ thích. Rối bằng, mấy ngày nay mình thấy, mình xem, mình thấy cũng rối bằng ha. Cây này cây Thủ Đức đó nè anh em. Bởi vì giờ chơi cây mà giờ rất là nhiều kinh doanh, rất là nhiều. Bởi vì cái đồng tiền sẽ làm lu mờ đi tất cả, nó không còn cái giá trị của cái nghệ thuật nữa đâu các bạn. Nó thật, nó không còn cái giá trị của nghệ thuật. Tại vì cái nghệ thuật là không có hơn thua. Nghệ thuật là mình làm theo cái quan điểm mình thích là mình làm. Mỗi người có một cái
cái ý tưởng và mỗi người có một cái sở thích. Tại sao mình thích cái điều này mà mình phải đi làm cái điều khác? Thấy không? Tại sao mình thích cái điều này mà mình phải đi làm cái điều khác, nó không có hợp lý. Đúng các bạn. Mình cứ thích là mình chơi thôi. Thích là mình nhích. Chứ mình đừng có làm theo cái ý ai hết á. Cây này cây riêng anh em, hôm bữa mình để nó thiếu nước cây, nó bung hoa hết rồi. Năm nay hết hoa trời rồi. Đó. Chỉ cần cái cây đơn giản như vậy thôi các bạn. Các bạn đó, nó đâu có cái gì đâu gọi là. Theo các bạn không biết làm sao chứ mình thấy như vậy là nó đủ đẹp rồi. Đủ đẹp trong cái ánh mắt của mình rồi. Tại cây này hôm bữa mình bận công việc quá cho nên mình cũng lơi là, nó thiếu nước cái nó bung hết trơn. Đó, như cái cây này, ví dụ như các bạn yêu thích đi. Yêu thích mai những ngày Tết đi, thì cây này các bạn đem vô cái bàn. À, các bạn để nó nở lắc lá ra một cái bông chi chích, nụ chi chích kiểu này thì các bạn thấy cũng chơi được rồi ha. Nó đỡ nhức đầu lắm các bạn. Đó, như vậy là chơi được rồi. Cây của mình nói chung nó không có được nhiều đâu các bạn, tại vì mình cũng mới làm. Mình cũng mới làm về thì anh em nào mà biết mình lâu thì mình biết mình ở trên Đồng Nai, mình mới giờ về đây thì mình làm cũng mới có được con số cây thôi. Nói chung thì cũng làm cho anh em rồi chơi, rồi mình làm theo cái đam mê của mình luôn. Dàn cây của mình ở đây hầu như là của anh em gần 90% rồi. Còn của mình còn mấy cây thôi nè. Cây này là cây thủ đức nha các bạn. Quan điểm sở thích, mình cứ làm theo cái sở thích và cái quan điểm của mình đi. Rồi một có mình không có cần phải theo cái ý ai hết. Nhiều khi anh em hỏi anh em chơi mặt bông này được không anh? Mình còn cái cũng nhiều anh em cũng thương mình, người ta cũng hỏi ghép cái mặt bông này đẹp không anh, hay là như thế này thế nọ. Nhưng mà mình trả lời với các bạn, những anh em yêu thích mình á, là yêu cầu anh em mình thích cái loại gì là anh em mình chơi cái loại đó thôi ha. Anh em mình thích cái loại gì là anh em mình chơi cái loại đó thôi, chứ anh em mình đừng hỏi mình. Tại vì cái cây là của anh em chơi, đúng không? Cây là của anh em chơi chứ không phải mình chơi. Cho nên anh em cứ lập trường của mình, thích loại nào chơi loại đó. Không cần phải theo cái quan điểm của ai hết. Mình thì kinh nghiệm mình không có nhiều đâu anh em. Mình chăm sóc thì nó cũng được như vậy thôi. Cây cối thì nó cũng được như vậy thôi. Chứ không có nào hơn được nó hết nha các bạn. Cho nên các bạn mà kêu mình chăm hơn thì mình cũng chăm được ha. Cây thì nói chung các bạn mình biết, mình chia sẻ rất là nhiều lần về cái vấn đề mà vườn cây thì có cây yếu, cây mạnh, cây suy. Tất cả ai cũng có hết á. Nhưng mà quan trọng con cái là có ai quay lên cho các bạn xem hay không thôi. Chứ vườn nào cũng có nha anh em. Dường nào cũng có cái suy cái yếu hết. Mấy ngày nay mình thấy anh em ở trên rần rần tranh bá võ lâm rồi, mình thấy thấy không lẽ giờ mình nghỉ chơi cây luôn các bạn. Không lẽ giờ mình nói thôi dẹp nghỉ chơi luôn, chơi chi cho nhức đầu. Mình là chơi theo thú vui thôi các bạn. Mình sở thích và thú vui. Mình thích là mình chơi. Thích là mình chơi. Cần phải nghe cái ý kiến ai hết. Bây giờ mình nói với các bạn nè, ví dụ như các bạn á, chơi có người thích các bạn, thì các bạn có như thế nào người ta cũng thích hết á.
Ví dụ có người thích thì các bạn có như thế nào người ta cũng thích các bạn hết á. Còn các bạn mà chơi mà các bạn mà không có người thích rồi, bây giờ các bạn có làm như thế nào thì người ta cũng không thích. À, các bạn có làm có như thế nào người ta cũng thích bạn các bạn hết. Cho nên mình cứ vô tư đi. Chơi cây là vô tư. Cây này là cây tự xoắn nha nè. Mình ghép dưới đất nè. Ghép được mấy tháng mà mấy ông nội nè. Cháy lá tùm lum hết. Hôm nay ra cơi mới thì nó cũng đẹp rồi. Cây này là cây đại lộc. Đó thì hôm nay thì mình cũng muốn làm cái video này mình chia sẻ với anh em mới biết chơi, mới tập chơi. Thôi, mình cứ chơi theo cái sở thích mình nha anh em. Cứ chơi theo sở thích của mình đi. Cứ thích là mình thích cái gì mình chơi cái đó, mình cũng quan trọng hết nha các bạn. Cứ quan trọng là mặt khoa này, mặt khoa kia. Nếu mặt khoa nó mình thấy mình ưng là chơi. Mình đừng quan trọng quá ha. Rồi, cái video này thì mình cũng muốn chia sẻ những cái khái niệm chơi cây là để đam mê, chơi cây là để thú vui, tao nhã hàng ngày. Chứ không phải là chơi cây là để hơn thua nha anh em. Rồi, chúc anh em, tất cả anh em đam mê có cùng chung ý tưởng giống mình. Rồi, bye bye các bạn. Hẹn các bạn là video sau.